Trận chiến đồi 21, tác giả Trung Quốc La Gia Bình, dịch giả Nguyễn Thị Anh Thư. Toàn sư 199, từ trên xuống dưới, đối với các thủ trưởng của quân khu 67 cực kỳ phẫn nộ. Có một lần, cán bộ chiến sĩ đã liên danh làm cáo trạng báo lên tổng bộ quân ủy, chỉ trích tham mưu trưởng quân 67 không nghe ý kiến của bộ đội, chỉ biết bàn việc binh trên giấy, gây nên tổn thất nghiêm trọng cho bộ đội trong chiến đấu. Tổng bộ trước sau lần lượt phái bộ trưởng bộ huấn luyện là Thạch Hiệp và một số người khác đến điều tra. Kết quả khẳng định rằng tuyệt đối không phải lãnh đạo sư 199 sợ chiến đấu, mà do lúc đó thủ trưởng quân 67 phán đoán không chính xác tình hình địch ta, chỉ huy vượt cấp, sau khi thất bại lại đổ trách nhiệm xuống cấp sư, về lý không đúng. Đối với quân 67 cần phê bình nghiêm khắc. Túc Nhung Sinh lúc này cảm thấy mình rất là mất mặt, liền dẫn quan chức cấp quân của quân 67 về quân bộ. Sư trưởng sư 199 Trịnh Quảng Thần được khôi phục quyền chỉ huy những trận chiến sau này đều do bộ phận lãnh đạo cấp sư của sư 199 tự tổ chức. Trịnh Quảng Thần tổ chức cho sư 199 làm quen với chiến trường, làm quen với các đặc điểm về cách thức chiến đấu của quân Việt đối địch, chỉnh lý bộ đội, tùy thời triển khai phương pháp huấn luyện có mục tiêu cụ thể. Cứ thế 3 tháng liền, đến mùng 8 tháng 9, Phó Liên trưởng Liên Trinh sát là Nguyên Minh, Phó Chỉ huy là Hạ Quang Minh đã lấy 17 người tổ chức thành đội đột kích, phát động tập kích ngay giữa ban ngày. Vào 10 giờ sáng, men cứ điểm 3 bên trái, trèo sang một đoạn vách núi lên cứ điểm 2, giết được 7 người lính Việt, đóng trên đồi 211. Đổi lại, bên ta chỉ có 2 người bị thương nhẹ. Sau đó, quân Việt pháo kích trả thù, kết quả Phó Liên trưởng Nguyên Minh mất mắt trái, bị thương thành mù. 2 vị trưởng ban của đội đột kích bị thương, hy sinh trên đường về trạm y tế cấp cứu. Sau thảm bại ngày 31 tháng 5, quân 67 còn xảy ra một chuyện trước sau chưa từng có trong chiến tranh với Việt Nam. Một người chiến sĩ, vốn người táo trang, từ trận đánh đồi 211, may mắn được sống quay về vào giờ ăn sáng. Bước vào nhà ăn sở chỉ huy quân 67 nhằm Túc Nhung Sinh mà bắn. Túc Nhung Sinh trốn dưới gầm bàn ăn nên không bị thương. Người cảnh vệ của họ Túc thì bị giết chết. Quân trưởng quân 67 Trương Chí Kiên bị thương xuyên bả vai. 10 người gồm binh lính và sĩ quan tại hiện trường cũng trúng thương. Anh lính đã tự sát tại hầm nước phía sau sở chỉ huy quân 67. Trong lòng còn ôm ngọn súng, do đã qua một thời gian dài nên xác đã bốc mùi. Thế là sự việc xảy ra ở quân 67 lại một lần nữa được thông báo trong toàn quân. Sau khi sự việc phát sinh, quân ủy Trung ương, Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia và quân khu Tế Nam liên tiếp phái người đến quân 67 điều tra nguyên nhân sự việc. Trương Chí Kiên đang nằm viện, phải chịu việc điều tra, khóc mà nói rằng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến nông nỗi quân của mình lại cầm súng bắn vào quân trưởng của mình như vậy." Ông Nguyễn Đình Thắng, cựu chiến binh sư 356, nhân một lần tìm hiểu diễn đàn của cựu chiến binh Trung Quốc, đã sao bài viết này. Nhờ một ông giáo già ở Đông Anh dịch và chia sẻ lên Facebook: "Về đây đồng đội ơi." Bản dịch này không có đoạn hậu 211 và khuyết tên tác giả. Từ đường dẫn ban đầu đó, chúng ta có bản dịch đầy đủ và tên tác giả này. Cuộc chiến biên giới phía Bắc giai đoạn 2 được xác định là xung đột biên giới. Tuy vậy, nó không kém phần khốc liệt. Trong suốt hàng 10 năm, bộ đội ta đã giành giật từng tấc đất, từng mỏm đồi, con suối. Có những chiến thắng khiến kẻ thù khiếp đảm, có những hy sinh khiến kẻ thù nể sợ. Vì nhiều lý do, những chiến thắng hay thất bại của cả hai bên đều ít được tuyên truyền một cách chính thống. Đó cũng là cơ hội cho những thêu dệt vì nhiều mục đích khác nhau
về cuộc chiến đấu anh dũng, quật cường của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Dường như các thông tin về các trận chiến chỉ thấy thua thiệt thuộc về phía Việt Nam. Các cựu chiến binh, những người hùng trong cuộc chiến khi hoàn thành nghĩa vụ trở về với đời thường, chìm trong cuộc mưu sinh, họ hầu như chỉ nhớ về những ngày quân ngũ theo những mốc thời gian có tính kỷ niệm. Đa phần họ không tham gia mạng xã hội. Câu chuyện về một thời sinh tử chỉ bùng lên khi có dịp trùng phùng bạn chiến đấu. Trong các cuộc tranh luận trên mạng xã hội, thậm chí còn có kẻ ngang nhiên tuyên bố rằng những chiến sĩ hy sinh tại biên giới phía Bắc không được công nhận liệt sĩ, không có thương binh và không được chế độ đãi ngộ của nhà nước như đối với bộ đội chống Pháp và chống Mỹ. Đó thực sự là một sự xuyên tạc trắng trợn, hoặc đơn giản có thể chỉ là sự thiếu hiểu biết. Trong lúc đó, những người cựu chiến binh của chúng ta vẫn bình dị sống, xây dựng cuộc sống cho bản thân, cho xã hội, cũng hết mình như khi họ chiến đấu gìn giữ biên cương. Win Win Việt Nam trân quý tặng các anh video này với lòng biết ơn sâu sắc, bởi cảm nhận được rằng chúng tôi còn nợ các anh món nợ không dễ gì trả được. Đối với người hy sinh và cả đối với những người đang sống, món nợ như nặng hơn vì phải mang thêm cho những kẻ xuyên tạc vì thiếu hiểu biết hay vì bất cứ lý do gì.